Cả nhà đổi đời giàu to, nếu ngày mùng 1 tháng 7 âm lịch thắp hương vào 3 giờ hoàng đạo này giàu hơn chúng số 100 tỷ cầm tay. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, chỉ còn vài ngày nữa thôi là chúng ta bắt đầu bước vào cái tháng 7 âm lịch, tức là khởi đầu của cái tháng cô hồn. Đúng không ạ? Và trong cái tháng cô hồn tháng 7 âm lịch ấy thì nó mang theo nhiều cái âm khí và người xưa cũng có quan niệm thì đây là một cái tháng không may mắn vì thế gia chủ thường cúng ngày giảm mùng 1 chu đáo để mong tổ tiên cũng như là bể trên phủ hộ độ chỉ cho được một tháng an yên mọi chuyện suôn sẻ theo đó nhiều gia chủ thắc mắc là cái việc thắp hương trong ngày mùng 1 tháng 7 âm lịch vào không giờ nào để có được cái sự may mắn kết nối tâm linh được tốt nhất à, thưa quý vị nói chung ấy cái việc ngày mùng 1 đầu tháng là một cái thời điểm mà để cho mọi người cầu tài cầu lộc cực kỳ may mắn ấy vậy nên là có sẽ có rất nhiều cái điều nó có sẽ mang lại cái may mắn đúng không ạ như là chúng ta gì thắp hương cầu thần lễ phật hay là cầu may mắn mua thứ này mua thứ kia vân vân đó hoặc là kiêng kỵ những cái việc xui xẻo thì bên cạnh đó cái việc chọn ra cái giờ lành giờ tốt để thắp hương giờ hoàng đạo để thắp hương cũng sẽ đem lại một trong những cái may mắn nhất định cho gia chủ cả tháng thậm chí là từ giờ đến cuối năm đúng không ạ trong cái ngày mùng 1 tháng 7 âm lịch tới đây đó thì quý vị chỉ cần thắp hương vào đúng cái khung giờ này thôi thì sẽ thu hút được cái vận may tiền bạc tài lộc nó cũng sẽ ùn ùn kéo về chật kép và trong chương trình ngày hôm nay tử thông cũng sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những lưu ý khi mà thắp hương thắp hương thế nào cho đúng tất cả sẽ được tử thông chia sẻ xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi à, thứ nhất là chúng ta cùng đến với nội dung là ngày mùng 1 tháng 7 nên thắp hương vào lúc nào và lúc mấy giờ đó à, thưa quý vị cũng tương tự như các ngày rằm ngày mùng 1 khác Thì nói chung ấy có thể tùy thuộc vào cái phong tục của từng gia đình từng nơi Mà chúng ta sẽ chọn cái thời gian thờ cúng cho nó thích hợp Thông thường thì ông bà ta thường thắp hương vào buổi sáng sớm Đó cũng chính là lúc cái bình minh hé dạ Và mặt trời cũng sẽ chiếu xuống Cũng như là lúc các vị thần có thể soi tỏ được cái lòng thành kính của gia chủ Thắp hương ngày mùng 1 hay ngày rằm ấy à đặc biệt là ngày mùng 1 tháng 7 sắp tới đây và cái khung giờ này sẽ giúp cho các thành viên trong gia đình được phước lành may mắn. Ngoài ra thì gia chủ cũng có thể thắp hương vào cái buổi chiều hoặc là buổi chiều tối. Cái hương trầm với cái không gian buổi tối nó cũng sẽ tạo nên cái không khí ấm cúng sung túc. À, tuy nhiên không nên thắp hương sau 7 giờ tối quý vị nhé. Vì người xưa cho rằng cái khoảng thời gian này thì các vong linh đang thang ngoài đường sẽ tìm nơi trú ngụ nên thắp hương muộn sẽ gì được coi là cái lời mời gọi cầu hồn Điều này thì sẽ khiến cho à, chúng có thể xâm nhập vào ngôi nhà và quấy nhiễu, làm ảnh hưởng đến gia đình, đến sức khỏe của các thành viên trong gia đình. Và dân gian cũng cho rằng các vị thần thường dùng bữa sớm vì vậy mà quý vị cũng gì xác định là mình muốn cúng sớm, sáng hay chiều thì cũng gì chọn ra cho mình những khung giờ phù hợp quý vị nhé. Nhưng mà tốt nhất là nên trước gì cúng trước 19 giờ tối, tức là 7 giờ tối đấy. À, thưa quý vị Uh, thì bây giờ chúng ta cùng xét xem là trong cái à, ngày mùng 1 tháng 7 âm lịch Thì chúng ta sẽ thắp hương vào ngày nào nhé Thì quý vị biết đấy, cái ngày mùng 1 tháng 7 âm lịch nó sẽ là ngày canh tí Ngày canh tí đúng không ạ Chúng ta có canh kim tí thủy, kim thủy tương sinh tức là can uh, Can sinh cho chi đúng không ạ Nó là ngày cát nhật đấy Nạp âm của ngày canh tí nó là bích thượng thổ Nó kỵ cái tuổi giáp ngọ và tuổi bính ngọ cái ngày thuộc hành thổ thì khắc hành thủy đặc biệt cái tuổi là bính ngọ và nhâm tuất thuộc hành thủy nhưng không sợ bị khắc À, ngày tý thì lục hợp với sửu tam hợp với thìn và thân tạo thành thủy cục tý thì xung với ngọ đúng không ạ hình mão hại mùi phá dậu và tuyệt tị và trong cái ngày mùng 1 tháng 7 âm lịch ngày canh tý này thì có trực là trực chấp và có sao hư là cái sao hung trong bộ nhị thập bát tú và trong cái ngày mùng 1 tháng 7 âm lịch này thì nó vẫn là thuộc tiết khí của tiết đại thử nhá tại vì cái tiết lập thu thì nó khởi từ ngày mùng 7 tháng 8 cơ mà cái ngày ngày mùng 1 thì chúng ta nó sẽ rơi vào ngày 4 tháng 8 vậy nên là nó vẫn thuộc tiết khí của tiết gì à, tiết khí của cái tiết tại thử nhá đó và các cát thần trong ngày cát thần trong ngày thì đầu tiên chúng ta muốn biết cái giờ nào tốt thắp hương ấy thì chúng ta cũng cần phải xét cát hung của ngày đã đúng không ạ à, xét là cát thần của ngày là gì hung thần của ngày là gì để và để từ đó chúng ta sẽ chọn ra được những cái giờ lành tháng tốt thì chúng ta biết cát thần của cái ngày canh tí thì nó bao gồm có ngọc vũ có phúc hậu có thất thánh có thần tại có tuế đức hợp có tứ tướng có vượng nhật À, có đại hồng sa còn hung thần trong ngày hôm nay thì có cô thần có du họa có hiệp tỷ có huyết chi có huyền vũ có ly khoa và trùng nhật đó đó là những cái cát thần và hung thần vậy thì với 12 cái khung giờ này thì chúng ta sẽ chọn ra cái giờ nào để thắp hương đúng không ạ thì chúng ta xét từng giờ nhé chọn ra để chọn ra một giờ tốt tốt nhất thì để chọn ra giờ hoàng đạo thắp hương thì chúng ta sẽ sử dụng cái quyển sách là ngày tốt toàn thư để chúng ta chọn ra những cái giờ tốt nhé đó À, quý vị mở trang mở trang 137 của quyển sách này tốt toàn thương để chúng ta cùng tìm ra những cái giờ lành giờ tốt thì đầu tiên chúng ta xét về cái giờ đầu tiên đó là giờ 21 giờ đến 23 giờ thì nó là giờ bính tý giờ này thì có kim quỹ này có thời kiến có kim tinh có ngũ quân ngộ có thiên binh cái giờ này là giờ khuya nên bây chúng ta cũng sẽ không dùng nhé tiếp theo đến giờ thứ hai là 1 đến 3 giờ sáng nó là giờ xỉu là giờ đinh xỉu Giờ đinh sửu thì có gì? Thiên đức đấy, có thiên đất quý nhân, có tứ đại cát thời, có thiên xá, lục hợp vũ khúc la hầu nhiệt mộ. Đây là mối không giờ cực tốt nhưng mà không phù hợp để cái vị thăng hương nhé. Nên là chúng ta cũng sẽ không dùng. Tiếp theo là chúng ta xét đến giờ thứ ba là giờ mậu dần. Giờ mậu dần thì có các sao như là bạch hổ, có ngũ quỷ, có lục mậu, có thổ tú, lôi binh, dịch mã, tả phụ và minh tinh. Nó cũng là một không giờ không tốt chúng ta không dùng. Đó. Đó chỉ có không giờ này là tốt thôi này. Một đến ba giờ giờ tốt đúng không ạ? Nhưng mà nó khuya khuya quá chúng ta không dùng nhé tiếp đến là năm à, 5 đến 7 giờ sáng đó là giờ kỷ mão giờ kỷ mão thì có các sao như là có gì có ngọc đường hoàng đạo có la thiên đại tiến có đường phù bên cạnh đó thì nó có ngũ quỷ lại có thời hình có thiên cương thiên tạc địa binh đó nói chung ấy, cái năm đến bảy giờ sáng cũng là một khung giờ tốt nhé đây là một khung giờ tốt đầu tiên này tại vì nó cũng là một cái giờ hoàng đạo trong ngày để cho quý vị tiến hành công việc thắp hương đúng không ạ à, tiếp theo chúng ta xét đến giờ thứ hai bốn giờ thứ năm nó là giờ canh thìn giờ canh thìn thì nó có các sao như là có thiên la hóc đạo đấy có quả tú có tuần trung cung vong có địa binh bên cạnh đó thì nó lại có quý đăng thiên môn có tứ đại cát thời có tam hợp có quốc ấn có vũ khúc có mộc tinh và có tỷ kiên nói chung ấy là cái thời gian này cũng là một không giờ tốt ấy. đây có thể sẽ là gì cái giờ tốt thứ hai cho quý vị lựa chọn à, tiếp theo giờ thứ ba thì chúng ta xét đó là chín đến một giờ chín đến 11 giờ nó là giờ tân tỵ thì nó có huyền vũ hắc đạo có tuần trung không vong có cổ mộ sát có kiếp sát đấy nói chung là đây là khung giờ xấu nhé quý vị không nên dùng à, tiếp theo chúng ta xét đến giờ ngọ đúng không ạ giờ ngọ giờ ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ nó là giờ nhâm ngọ thì nó có tư mệnh hoàng đạo có thiên quan quý nhân à, có phúc tinh quý nhân có thái âm có gì thủy tinh có thời phá triệt lộ không vong nói chung là ngày này tí ngọ là tương xung chúng ta cũng sẽ không dùng nhé À, tiếp đến là chúng ta xét đến giờ mùi từ 13 giờ đến 15 giờ, đúng không? 13 giờ đến 15 giờ nó là giờ quý mùi, nó có câu trần hắc đạo, có thời hại, có triệt độ không vong không hỏa tinh, có thiên ất quý nhân, có tứ đại các thời nhưng mà nó cũng là một khung giờ khá xấu, chúng ta có thể xem xét nhé. đó. À, tiếp đến chúng ta xét đến 15 giờ đến 17 giờ, nó là giờ giáp thân, giờ giáp thân từ 15 giờ đến 17 giờ nó có thanh long hoàng đạo, có tam hợp, có thái dương. À, có ngũ phủ có nhật lộc có la thiên đại thoái đúng không như vậy cái đây cũng là một khung giờ khá là tốt nó là giờ tốt thứ ba à, tiếp đến chúng ta xét 17 giờ đến 19 giờ nó là giờ dậu nó là giờ nó là giờ ất dậu nó có các sao như có minh đường hoàng đạo có đế vượng có gì có ngũ hợp có tham lang có kim tinh có hà khôi có cửu sú nói chung ấy giờ này thì quý vị cũng cần phải là gì cần phải xem xét kỹ lượng nhé à, tiếp theo chúng ta xét đến giờ tốt, đúng không giờ tốt thì nó là giờ giờ bính tuất Giờ bính tuất thì nó có các sao như là có thiên hình, đấy, thiên hình hắc đạo đấy, có ngũ bất ngộ, có la hầu, có cô thần, có thiên binh, quý đăng thiên môn, tứ đại các thời, hỷ thần, hữu bật, nó cũng là một khung giờ xấu nhé, chúng ta không dùng. À, tiếp theo chúng ta sẽ đến 21 giờ, đến 23 giờ nó là giờ đinh hợi, thì nó có chu tước hắc đạo, có thiên cầu hạ thực, có thổ tinh, có thiên xá, có tả phụ, nói chung nó cũng là giờ xấu. Như vậy là gì? Chúng ta đã vừa sử dụng cái quyển sách này tốt tuần thư để tìm ra những cái giờ tốt để chúng ta tiến hành công việc thắp hương. Và trong cái ngày mùng 1 tháng 7 âm lịch sắp tới đây ấy, thì cái giờ tốt thắp hương trong cái ngày này chúng ta sẽ có 3 giờ tốt nhất. Đó là giờ tốt đầu tiên là từ 5 đến 7 giờ sáng, đó là giờ mão. Giờ tốt thứ hai nó là 7 giờ đến 9 giờ sáng, nó là giờ thìn. Và giờ tốt thứ ba nó là từ 15 giờ đến 17 giờ, nó là giờ thân. Đó. Thì đó là 3 giờ hoàng đạo. Như vậy là trong cái ngày mùng 1 tháng 7 âm lịch ấy, chúng ta sẽ có 3 giờ ba giờ hoàng đạo bao giờ tốt để chúng ta tiến hành công việc gì công việc thắp hương để cầu khấn cho mọi diện được hanh thông thuận lợi quý vị nhé à, thưa quý vị thì nói chung ấy à, cái thời gian này nó đã bước vào cái đầu tháng cô hồn bước vào ngày đầu tiên của tháng 7 âm lịch tháng cô hồn thì tử thông cũng muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những điều lưu ý sau đây khi mà thắp hương trong ngày mùng 1 đầu tháng thì gia chủ cũng nên chú ý để trước khi thắp hương cần phải lau dọn bàn thờ sạch sẽ gia chủ có thể là gì à, lau bụi nhưng mà không được di chuyển bát hương nhé và để sử dụng cái đồ lau dọn bát hương ấy quý vị phải sử dụng một cái khăn sạch đúng không ạ một cái khăn sạch khăn này phải là cái khăn mà chỉ để dùng lau dọn ban thờ không được dùng để lau dọn các đồ như là bàn ghế bát đũa hay là khăn bỏ mà quý vị lau ban thờ thì đấy là một cái sự bất kính đó à, bên cạnh đó thì quý vị cũng nên sử dụng một cái nước bao sái ban thờ nhất tâm hương để lau dọn ban thờ cho nó được sạch sẽ cái không gian thờ cúng cho được thơm tho giúp các cụ về ngự được lâu hơn. Bên cạnh đó, cái nước bao sái ban thờ này nó cũng sẽ giúp cho quý vị là gì? Xua đuổi cái ruồi muỗi gián kiến các loại côn trùng ra khỏi ban thờ. Vì cái ban thờ của chúng ta thường chỉ thắp hương vào ngày rằm mùng 1. Nếu mà nhà nào mà để ban thờ trên tầng 2, tầng 3, tầng 4 thì rất ít khi lên. Vì thế mà gì rất dễ bị ruồi muỗi gián kiến hay là các loại côn trùng nó ký sinh ở đó. Thì quý vị có thể dùng cái nước nhất tâm hương này để bao sái xịt cho nó thơm. Đấy, thứ thứ hai là gì xua đuổi côn trùng thứ ba là sẽ lưu giữ cái không gian thờ cúng nó được vượng khí hơn đó vượng khí hơn và quý vị cầu gì sẽ được lấy Đấy. quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái chai nước nhất tâm hương đó mỗi một chai nước được tặng kèm theo một cái khăn sạch để quý vị lau dọn bàn thờ cho được thơm tho sạch sẽ quý vị nhé à, thưa quý vị thì bên cạnh đó sau khi lau dọn xong thì quý vị sắp sắp đổ lễ xong và khi mà thắp hương ấy, quý vị cũng cần phải là ăn mặc chỉnh tề, lịch sự. Khi thắp hương thì cũng không nên mặc quần áo hở hang, rách dưới để mà thắp hương. Quý vị cũng chọn hương nhang một cách cẩn thận, đấy, chọn cái loại hương có mùi thơm dịu nhẹ và cái loại hương phải đảm bảo an toàn chất lượng. Thắp hương thì nên đi kèm với lễ vật, để chuẩn bị các lễ vật lớn hay nhỏ là tùy thuộc vào cái điều kiện kinh tế của từng nhà. Và quý vị cũng không nên quá cầu kỳ gây lãng phí quý vị nhé. Thì khi thắp hương, những người xung quanh cũng không được nói to, nói tục, chửi bậy, kéo bè trên trách phạt. Thì bên cạnh đó, trong ngày mùng 1 tháng 7 ấy, thì khi gia chủ thắp hương à, về vào cái ban thờ thần tài thì ban thờ thần tài chúng ta thường buổi sáng nhé. Vậy nên quý vị nên chọn hai cái giờ hoàng đạo này. Đúng không? Một là từ 5 giờ đến 7 giờ, hai là từ 7 giờ đến 9 giờ sáng. Đấy, đây là cái thời gian mà sẽ mang lại cho quý vị cái cuộc sống là thuận lợi hơn. À, công việc nó sẽ được buôn đai may bán đắt. Đúng không? Và kích thích thêm tài lộc tăng cái vượng khí cho cửa hàng, à, giúp gia chủ kinh doanh được thuận lợi, mọi điều sẽ được hanh thông thuận lợi. À thôi quý vị. À, quý vị biết đấy, cái tháng 7 âm lịch nó được gọi là cái tháng cô hồn thì gia chủ cũng thường cúng cô hồn vào ngày mùng 1 tháng 7 rất là chú đáo và cẩn thận để mong tổ tiên cũng như là các vong linh à, sẽ gì không quấy phá cái không gian cũng như là gì à, giúp cho cái cuộc sống nó được thuận buồm xuôi gió. À, theo tử thông ấy thì cũng khuyên quý vị đấy nên thắp hương ở trong cái bàn thờ thần tài và từ 5 giờ đến 7 giờ hoặc từ 7 đến 9 giờ sáng nhé đây là cái thời gian vượng khí mang lại cái may mắn tài lộc cho gia chủ đó nếu như mà quý vị mở cửa hàng kinh doanh thưa quý vị nếu mà quý vị cúng cô hồn đấy thì quý vị cũng sắp lễ như là quần áo chúng sinh từ 20 đến 50 bộ đúng không ạ à, tiến chúng sinh hoa tươi đấy quý vị có thể cúng năm loại hoa và bóng ngô khoai lang ngô luộc sắn sắn luộc bánh kẹo tiền mặt hay là gì À, tiền lễ và các loại tiền mệnh giá khác nhau bên cạnh đó thì có thêm cháo nhá và thêm đĩa gạo và muối để cúng chúng sinh đấy à, quý vị có thể chuẩn bị năm bát năm đũa hoặc là 12 hai thìa mười cục đường này cũng như là gì chẻ cái thẻ mía để nguyên vỏ và chặt từng khúc nhỏ độ dài từ 15 cm đúng không ạ và quý vị cũng sẽ gì để nước gạo muối chuẩn bị đúng không ạ cũng như là kèm ba cây nhang hai ngọn nến nhỏ à, chú ý là quý vị không cúng xôi gà nhé hoặc là giấy giải tiền vàng giam bâm đó à, thưa quý vị trong thời gian này chúng ta cúng cô hồn để cho gì các vong linh cô hồn không nơi nương tựa à, có cơ hội để được no đủ hơn à, thưa quý vị như chúng ta đã biết ấy, cái tháng 7 âm lịch hay còn gọi là cái tháng cô hồn à, nó có nguồn gốc bắt nguồn từ cái câu chuyện diêm vương cho mở quỷ môn quan vào cái ngày mùng 2 tháng 7 âm lịch để gì để quỷ đói trở lại dương gian và đến rằm tệ quay trở về trong đó ngày 14 tháng 7 âm lịch được coi là ngày âm khí nặng nhất cần phải chú ý những cái điều kiêng kỵ để tránh xui xẻo, xui rủi. Và tháng cô hồn sắp đến rồi. Đấy, thì bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng 7 quý vị cần phải kiêng kỵ những cái điều sau đây để gặp được nhiều may mắn bình an trong cuộc sống. Thứ nhất, những việc không nên làm vào đêm khuya. Một là đi chơi đêm. À, dân gian cho rằng đêm tối là bạn đồng hành của ma quỷ. Càng tối muộn thì âm khí càng mạnh, dương khí càng yếu. Con người mà yếu đuối thì dễ bị bắt mất hồn Đây cũng là cái thời điểm ma quỷ lộng hành mạnh nhất Vì thế mà quý vị nên hạn chế đi chơi quá khuya Đó quý vị nhé Thứ hai là tắm vào buổi tối, buổi đêm khuya Cái điều này nó sẽ mang lại rất nhiều cái phiền toái Vừa không tốt cho sức khỏe lại dễ dẫn dụ vong đi theo Lúc này thì các vong linh rất thích chơi cái trò kéo chân bạn Và nguy cơ đột tử cũng khá là cao Thứ ba là phơi quần áo ban đêm à, Quần áo ẩm ướt thì sẽ làm nên cái sóng điện tử nó tích tụ phơi quần áo ướt chẳng khác nào là tạo ra cái gì âm khí đấy chào mời ma quỷ như vậy thì các vong linh sẽ tìm đến và gây rắc rối cho gia đình thì ngoài ra có quan niệm là kiêng phơi quần áo ban đêm vì sợ gì nếu ma quỷ trông thấy sẽ mượn để mặc khi đó sẽ có nhiều cái chuyện không hay nó xảy ra nếu mà chúng ta mặc lại à, thứ tư là chúng ta gì kiêng huýt sáo gọi tên nhau vào buổi tối bởi các vong linh rất thích nghe tiếng sáo đồng thời khi vào buổi tối thì cũng không nên gọi tên nhau ma quỷ nghe thấy cũng sẽ nhớ tên và lần theo đó mà gây hại có thể bắt người đẩy xuống à, hoặc là gì nhập hồn trở về nhà quay lại dương gian đó à, thứ năm là chơi trốn tìm vào ban đêm à, các vong linh rất thích dọa người thời điểm các bạn đang trốn một mình ở trong bóng tối là cái thời điểm mà các bạn dễ bị dọa nhất à, tiếp theo là tuyệt đối không trú núp ở dưới gốc cây vào ban đêm hoặc là chụp ảnh vào ban đêm bởi ma quỷ luôn lảng vảng xung quanh sẽ vô tình vào trong cái bức ảnh của quý vị đó là một cái điều mà không tốt. Đó. Tiếp theo là thứ sáu là tùy tiện quay đầu lại khi đang đi ngoài đường. À, thưa quý vị ở những nơi hiu quạnh chợt thấy mà giống như có người đang gọi thì cũng không nên quay đầu lại bởi rất có thể một cái linh hồn nào đó đang gọi bạn. À, tiếp theo là thứ bảy là đi một mình khi các bạn đi một mình thì rất dễ bị các vong linh để chú ý. Tốt nhất là quý vị đi đâu cũng nên rủ theo một vài người bạn đi cùng quý vị nhé. Thứ 8 là kiêng kỵ đi những cái chuyến xe muộn. Đấy. Những chuyến xe muộn nói đến ở đây là những chuyến xe vào từ khoảng 11 giờ đến 1 giờ sáng. Bởi lúc đó thì âm khí nó vượng nhất. Đấy, quý vị cẩn thận bị vong hồn hay là ma quỷ đeo bám về nhà. À, tiếp theo là quý vị kiêng là không đốt tiền vàng tùy tiện. À, thưa quý vị, tháng cô hồn cũng là cái tháng của quỷ đói. Chúng thiếu thốn trăm bể, thiếu thốn mọi thứ nên là luôn lang thang đi khắp nơi. Cái hành động đốt tiền vàng là cái hành động gửi tiền gửi vàng và các đồ dùng cho các vong linh. Bởi vậy, càng đốt nhiều tiền thì vong linh sẽ tới càng nhiều và gây ra nhiều cái vận hạn ảnh hưởng đến cuộc sống của các bạn. Tiếp theo thứ 10 là không nên ăn vụng đồ cúng tế. Thưa quý vị, đồ cúng có hồn đương nhiên là dành cho ma quỷ. Chưa được sự đồng ý của họ mà ăn thì sẽ khó tránh khỏi những cái tai ương quý vị nhé. Thưa quý vị, Dân gian cũng quan niệm cái đồ cúng người âm nếu mà chưa cúng, chưa thắp hương xong mà hương chưa tàn ấy mà hoặc là chưa vái lạy mà đã ăn vụng ấy thì cũng sẽ gì lập tức gặp xui rủi. Vì vậy mà quý vị cũng cần phải kiêng quý vị nhé. Tiếp theo thứ 12 là không nên đứng gần cây để cây đa. À, dân gian có câu là quỷ gốc đa ma gốc đề ý muốn nói vào ban đêm dưới gốc cây đa cây đề hội tụ rất nhiều cái âm khí nhất là vào cái tháng cô hồn này đó. Tốt nhất quý vị nên kiêng đứng dưới hay là ngồi dưới gốc cây hay là trốn ở đó để tránh bị ma chiêu. Các cụ cũng kể rằng ngày xưa ấy, người bị chết đói nhiều thường là những người vô gia cư nên họ thường chọn những cây to ở đường để mà nghỉ ngơi và thường chết đi ở đó. đó. Vậy nên chúng ta cũng kiêng kỵ không nên đến đó vào ban đêm nhé. Tiếp theo thứ 13 đó là không nên treo chuông gió ở đầu giường. Thưa quý vị, treo chuông gió đầu giường dễ nghe tiếng vong linh vào cái thời điểm ngủ ấy là cái thời điểm vong hồn dễ xâm nhập vào giấc ngủ của các bạn nhất vậy nên quý vị nên kiêng à, thứ 14 là không nên để dép lê ngay ngắn cạnh giường vì các vong linh nhìn vào đôi dép sẽ biết bạn đang ở chỗ nào cái mũi dép hướng vào trong ấy thì các vong linh coi đó là một cái lời chỉ dẫn sẽ lên giường ngủ cùng các bạn vậy nên các bạn cần phải lưu ý tiếp theo thứ 15 là không để tóc bù xù khi đi ngủ à, quý vị thân mến tháng cô hồn khắp nơi đều là cô hồn dã quỷ nếu mà tóc tai bù xù thì họ sẽ cho rằng các bạn là đồng loại và sẽ gọi để tám chuyện. Đó. À thứ 16 là nhặt tiền lẻ rơi trên đường. À, thưa quý vị, cái tiền lẻ của các vong linh nếu mà nhặt, có nghĩa là xâm phạm vào các đồ của các vong linh, các bạn sẽ gặp nhiều cái rủi ro. Tiếp theo là thứ 17, không nên cắm đũa, cắm đôi đũa lên cái bát. Cái hành động này thì có không nên làm trong bữa ăn. Đây cũng chính là cái hình thức để tế bái, tượng trưng như là cắm hương ở bát hương. À, khi mà cắm đũa giữa bát cơm ấy có lẽ là gì à, là mời các phong linh đến đó. và thứ 18 là không bắt chuồn chuồn bắt mưa mướm hoặc là châu chấu đó thì dân gian cho rằng các loại côn trùng này là hóa thân của quỷ hồn nếu mà tùy tiện bắt chúng trong cái ngày mùng 1 tháng 7 âm lịch thì cũng rất dễ gặp nguy hiểm xảy ra quý vị nhé à, thứ 19 là phụ nữ đến tháng thì cần phải tránh nơi tế lễ à, thưa quý vị theo quan niệm dân gian thì phụ nữ đến tháng không được sạch sẽ À, không được xuất hiện ở những nơi tế lễ kẻo mạo phạm đến thần thánh và gây ra những cái chuyện bất lợi khiến cho mọi sự nó không được xuân sẻ hành thông tiếp theo là thứ 20 hạn chế làm các việc đại sự à, thưa quý vị người Việt cho rằng trong cái tháng này thì có nhiều cái âm khí à, nên là không được may mắn không được tốt lành vậy nên tốt nhất là hạn chế kiêng làm những cái chuyện đại sự như được cưới hỏi xây nhà động thổ hay là mua đồ đạc mua xe ký kết những cái hợp đồng quan trọng thì ngoài những cái điều kiêng kỵ trên ấy, trong tháng cô hồn các bạn cũng nên gì làm cái lễ cúng cầu siêu, cầu chúng sinh được siêu thoát hay là gì phóng sinh đấy, hoặc là ăn chay. Thì ngoài ra có thể gì thả đèn hoa hoặc là gì luôn mang theo bên mình những cái bùa bình an may mắn để có được cái sự thoải mái trong tháng bảy âm lịch quý vị nhé. À, thưa quý vị, à, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những cái giờ tốt để thắp hương trong cái ngày mùng 1 tháng 7 âm lịch năm 2024. À, hy vọng những cái thông tin mà Tử Thông chia sẻ sẽ giúp ích phần nào cho quý vị và các bạn nắm bắt được những khung giờ tốt để cầu cái may mắn bình an cũng như là tránh được những hung họa dễ gặp phải trong tháng câu hồn. À, rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. À, xin cảm ơn.